Audio Chân Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 12 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Mà Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Chân Bộ truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Thẩm Chi Thu ra chiều, Trần Thuận không có ý định làm gián đoạn đà của Thẩm Chi Thu, ngược lại hắn muốn nhìn thử một chút. Trong quyền pháp của nhà họ thầm được kế thừa trăm năm, một chiêu bát vương phong vũ mạnh nhất này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Đệ tử của nhà họ thầm nhìn thấy Trần Thuận lại đứng yên tại chỗ, hơi ngờ ngác nhìn thầm chi thu ra chiêu mà không có bất kỳ động tác gì, bọn họ đều lắc đầu. Cái người Trần Thuận này cho dù không được chứng kiến thầm gia quyền của bọn họ, nhưng là một người luyện võ cũng có thể cảm nhận được khí thế càng ngày càng lớn mạnh ở trên người của thẩm chi thu vậy mà hắn ta lại không có phản ứng chút nào nếu như không phải lúc nãy trần thuận đã lộ một chiêu bọn họ thật sự cho rằng trần thuận cũng chỉ là tôm tép nhảy nhót cố ép ra làm ra vẻ mà thôi thẩm chi thu nhìn thấy trần thuận lại không thể ngăn cản chút nào ngược lại bình thản ông dung nhìn ông ta trong lòng không khỏi tự nói thầm dám khinh thường như thế vậy đúng lúc để cho cậu ta nhìn thử xem cái gì gọi là thầm gia quyền cái gì gọi là bát phương phong vũ năm đó khai sáng tông sư lão tổ của nhà họ thầm chính là bằng vào một chiêu này một chiêu bất khả chiến bại khắp bắc nam trên giang hồ tạo nên cơ nghiệp nhà họ thầm trăm năm vững vàng bát phương phong vũ tên cũng như ý nghĩa mang đến cho đối thủ những đòn tấn công như vũ bão từ tám hướng khác nhau sau khi tu luyện đến thì trình độ cao thì có thể thực hiện được tấn công đối thủ từ mọi phương diện không có góc chết mà cái này không chỉ dựa vào quyền pháp lợi hại công phu trên đôi chân phải vô cùng thâm hậu mới đạt được nếu không thì căn bản là không có cách nào làm được di chuyển xung quanh đối thủ như tia chớp liên tục tấn công làm cho người nhìn thấy như bị tấn công đồng thời từ tám phía nếu như không phải như thế người nhà họ thẩm cũng sẽ không tu luyện lăng không hoạt bộ kể từ lúc đầu bước vào con đường tu luyện võ đạo tu luyện thẩm gia tâm pháp cùng với thẩm gia quyền lăng không hoạt bộ không chỉ có thể để cho người ta bay lên không trung cái quan trọng nhất đó chính là để cho người tu luyện có thể vận dụng được nội lực trên chân đạt đến cảnh giới cực hạn đã có thể đạt được sự điều khiển tinh tế, điều khiển chính mình trượt trên không, sau đó đáp trên mặt đất, đương nhiên sẽ càng lợi hại hơn, càng thuận buồm xuôi gió hơn. Suy nghĩ xong, rốt cuộc chiêu khởi đầu của Thẩm Chi Thu cũng đã hoàn thành, bước ra một bước nhanh như sấm sét. Quá trình vận công trông có vẻ như là trải qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng trên thực tế cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Trong nháy mắt, bát phương phòng vũ cử động, thậm chí thu liền hét lớn. Dường như là trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy mét xuất hiện ở phía đông của Trần Thuận. Một quyền nện xuống nhanh như tia chớp, khí tức ngưng tụ trên nắm tay trực tiếp bay ra trong không trung phát ra âm thanh xé gió như là một ảo ảnh. Bát phương phòng vũ, vận công hoàn thành. Trần Thuận, tôi xem xem cậu có thể tiếp được chiêu đầu tiên tám phương hướng của tôi hay không nhưng mà trong nháy mắt, nắm đấm vụt qua, thậm chí Thu liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trần Thuận rõ ràng đứng ở trước mắt, nhưng lại giống như là không có khí tức của hắn vậy. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Trong điện quang hòa thạch, trong đầu của thậm chi thu hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng trong cái chớp mắt tiếp theo, ông ta liền hiểu được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tàn ảnh. Nắm đấm của ông ta đánh trúng Trần Thuận, nhưng mà lại đánh vào hư không. Trong nháy mắt, canh khí trên nắm tay của ông ta đã đánh trúng Trần Thuận. Bóng dáng trước mắt liền bị gió thổi bay đi. Cùng lúc đó, một hơi thở nguy hiểm chí mạng truyền vào trong óc của Thẩm Chi Thu. Dưới chân của Thẩm Chi Thu khẽ động, lập tức muốn lướt ra ngoài. Bát phương phòng vũ của ông đã xuất rồi. Vậy thì, hãy tiếp một chiêu này của tôi đi thẩm chi thu chỉ thấy bên tai của mình vang lên một câu nói như vậy ông ta mới lập tức phản ứng được thậm chí còn chưa di chuyển nửa bước ông ta đã cảm nhận được một nắm đấm, đấm nhẹ nhàng vỗ lên trên lưng của mình trực tiếp xuyên qua cánh khí trên cơ thể của ông ta sau đó dán lên trên lưng thẩm chi thu lập tức bay thẳng ra ngoài lúc này thẩm chi thu đã dùng hết toàn bộ sức lực bây giờ khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể không bị rơi xuống phía dưới đại diễn võ nhưng cho dù là như vậy, dưới một trường này, ông ta cũng đã thất bại thảm hại. Chỉ một chiêu này thôi, ông ta liền bại thảm thiết. Cảnh khí trên cơ thể của ông ta đều tiêu tán, bát phương phòng vũ cũng không còn, nội lực hỗn loạn. Sắc mặt của thầm chi thu liền tái nhợt, cổ họng tanh nồng, một ngụm máu tươi trực tiếp xông lên trên miệng. Dọc theo khóe miệng mà tràn ra ngoài, thầm chi thu ngẩng đầu lên nhìn về phía của Trần Thuận trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này... cái này sao có thể được chứ? Ông ta chính là cao thủ đỉnh cao của võ đạo Đại Thành, cũng chỉ cách một bước so với cảnh giới chuẩn tông sư. Chính là một trong những người có hy vọng nhất bước vào cảnh giới chuẩn tông sư trong toàn bộ nhà họ thầm. Nhưng mà ông ta lại bị một chiêu của người trẻ tuổi đánh bại. Thậm chí thu quả thật là không thể tin nổi. Nhưng mà sự thật đã phơi bày trước mắt, nếu như không, ông ta cũng sẽ không tin tưởng nó. Đa tạ cậu đã hạ thủ lưu tình. Thẩm Chi Thu đứng dậy ôm quyền nói với Trần Thuận. Sừng hồ lại thay đổi. Một chiêu lúc nãy của Trần Thuận, nếu như không nương tay thì trực tiếp có thể chất vỡ trái tim của ông ta. Nghĩ đến điểm này, chán của Thẩm Chi Thu cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy mình gần với cái chết như vậy. Trần Thuận nhẹ nhàng gật đầu, đứng chắp tay, thản nhiên nói. Ông thua rồi. Tôi đã thua. Thầm Chi Thu có chút chán nản, nhưng đồng ý, có chơi có chịu chứ. Trần Thuận hỏi lần nữa, đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Vẻ mặt của thầm Chi Thu vô cùng phức tạp. Lúc mà ông ta đồng ý, có lẽ chưa từng nghĩ tới việc có thể sẽ thua. Nhưng người của nhà họ thầm dám làm phải dám chịu, thầm Chi Thu lập tức đáp lại tôi chấp nhận thua cuộc. Trần Thuận khi ấy mới hài lòng khẽ gật đầu. Lúc này có một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong sân. Chi thu, con làm không tồi, người nhà họ Thẩm chúng ta tự có tôn nghiêm. Thua, chính là thua. Trần Thuận nhìn về phía vang lên tiếng nói ấy, chỉ thấy một bóng người với mái tóc bạc xuất hiện ở ngoài sân thi đấu. Là một ông lão tóc bạc, tuy đã già nhưng thoạt trông vẫn tràn đầy sinh khí ông ta mặc bộ quần áo luyện võ, nhìn rất có phong thái của một cao nhân đắc đạo. Sau khi xuất hiện, bóng dáng của ông lão thoát ẩn thoát hiện, biến hóa vài lần, như thề dùng thuật, xúc địa thành thốn, thu đất lại, từ dài thành ngắn, khiến cho trong nháy mắt, ông ta đã có thể xuất hiện trên sàn đấu. Những con cháu của nhà họ thầm, sau khi nhìn thấy người đến thì ai nấy cũng đều hít thở một cách dồn dập chuẩn tông sư của nhà họ thẩm bọn họ cũng là người đứng đầu gia tộc thẩm long phi đột nhiên xuất hiện bình thường thì đám tiểu bối nhà họ thẩm này vài ba năm cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấy mặt ông lão ở nhà họ thẩm mọi người tuyệt đối đều tôn thờ sự tồn tại của thẩm long phi mệnh lệnh của ông ta không người nào có thể chống đối chà thẩm chi thu ngay lập tức liền kêu lên người xuất quan rồi sao Thẩm Long Phi gật đầu, sau đó ông nhìn về phía Trần Thuận. Chàng trai này tuổi còn trẻ mà lại có thực lực như thế, kẻ sinh sau ắt sẽ giỏi hơn người đi trước. Sợ là ngoại trừ đám bất lương của một vài gia tộc lớn ở Thượng Kinh thì không ai có thể đuổi kịp. Trần Thuận nghe những lời này thì cũng không có gì giải thích nhiều. Những kẻ bất lương của một vài gia tộc lớn ở Thượng Kinh sao? E là đang ám chỉ đến mấy loại người như Trịnh Đông Dương. Tuy nhiên, trong mắt của Trần Thuận thì đám người đó cũng chỉ là loại gà đất chó ngói bình thường, làm sao có thể so sánh với hắn. Thế nhưng Trần Thuận cũng không có phản bác lời của ông ta nói. Lão già này từ khi xuất hiện đến bây giờ, để lại cho hắn ấn tượng không tệ. Nếu như các người đã tự nhận thua cuộc, thì ba viên bồi nguyên đan này vẫn là của các người, ngoài cái này ra thì ta vẫn sẽ trả lại tiền thuê cho các người nữa, Trần Thuận lạnh nhạt nói ba viên bồi nguyên đan đó là báu vật có giá trị thế nhưng ở trong mắt của trần thuận cũng chẳng là gì cả thật như vậy sao thẩm chi thu lập tức kích động lên tiếng một lý do rất quan trọng khiến cho ông ta đồng ý tham gia trận đấu võ này chính là nằm ở ba viên bồi nguyên đan quý giá này chủ của ma giới lời đã nói ra đương nhiên là thật trần thuận nói thẩm chi thu tự động loại bỏ hai câu nói phía trước khiến cho ông ta nghe không hiểu của trần thuận chỉ bắt lấy bốn từ cuối cùng bốn từ đó lúc này khi lọt vào trong tai của ông ta tưởng chừng như là loại âm thanh tự nhiên phát ra chứ không phải là từ miệng của con người phát ra có ba viên bồi nguyên đan quý giá này thì đồng nghĩa với việc có thể có thêm ít nhất gấp hai lần sức lực của ba cao thủ võ nghệ cao cường thực lực của nhà họ thầm bọn họ lại được nâng lên một tầm cao mới Điều đó cũng có nghĩa là trong tương lai có khả năng cao nhà họ thầm sẽ lại xuất hiện chuẩn tông sư. Chàng trai, chi thu thua rồi, cậu có thể chọn bất kỳ một địa bàn của thôn nhà họ thầm. Chỉ là... Thầm Long Phi dừng lại, thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. Chúng tôi đồng ý với cậu, nhưng nếu như qua vài ngày tới, nhà họ thầm đổi chủ, giao dịch này có thể không được tính. Trên mặt của Trần Thuận lại lỗ ra một nụ cười cân nhắc một tia sáng lóe lên trong mắt của thẩm long phi chàng trai trẻ chắc hẳn cậu là chuẩn tông sư chứ trần thuận nghe vậy thì không trả lời hắn không phải là tông sư cũng không phải là chuẩn tông sư hắn là một tu luyện già đang tu luyện cảnh giới thứ hai luyện khí cảnh sắp dựa vào tụ linh đại trận để công kích cảnh giới thứ ba thông thần cảnh sự phân chia thực lực võ đạo trên thế gian căn bản hoàn toàn không giống nhau. Hắn chưa từng nhìn thấy qua tông sư, nhưng chuẩn tông sư trong tay hắn cũng chỉ là miêu tả loại gà đất chó gói. Trần Thuận nghĩ, sức mạnh luyện khí cảnh của hắn làm sao có thể so với võ đạo của tông sư trên Trần Gian. Hắn nghĩ có lẽ còn mạnh hơn cả tông sư. Sự im lặng của Trần Thuận ở trong mắt của Thẩm Chi Thu và Thẩm Quang Vinh, thế mà lại chính là sự đồng tình. Thầm Quang Vinh vẫn khá ổn. Ông ta đã từng nhìn thấy rất nhiều kẻ bất lương tồn tại hơn cả Trần Thuận. Vì vậy, khi biết Trần Thuận ở tuổi 20 là chuẩn tông sư, mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng ông ta đã chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, thì ánh mắt của thầm Chi Thu nhìn Trần Thuận lại vô cùng phức tạp. Trong nhà họ thầm, năng lực của ông ta không tệ. Ông ta là một trong số ít người có hy vọng trở thành chuẩn tông sư. Nhưng ông ta hiện tại đang ngoài 40 tuổi rồi, đã khổ cực tập võ hơn 40 năm mới có thực lực của hôm nay. Thế mà một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi như Trần Thuận đã là tông sư vượt ngoài dự liệu của ông ta. Đúng thật là thế gian này tồn tại vô số người giỏi hơn mình. Thầm Long Phi lại tiếp tục nói. Không dối gì chàng trai trẻ, nhà họ thầm của tôi gần đây đã gặp phải một số rắc rối. 20 năm trước, một kẻ cặn bã bị đuổi khỏi nhà họ thẩm giờ đã trở thành tông sư hắn quay lại muốn cướp đi nhà họ thẩm tôi hy vọng cậu có thể giúp đỡ nhà họ thẩm của tôi chỉ cần cậu có lòng ra tay ngoại trừ nhà thờ tổ của nhà họ thẩm của tôi ra cậu có thể chọn bất cứ nơi nào của nhà họ thẩm nhà tôi tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những điều kiện khác của cậu sau khi khẳng định rằng Trần Thuận là chuẩn tông sư ở độ tuổi 20, thái độ của Thẩm Long Phi càng khách khí hơn mấy phần. Vì chuẩn tông sư ở độ tuổi 20 này trong tương lai chưa chắc không có cơ hội được như Trịnh Đông Dương của nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh trước năm 30 tuổi, chỉ cần có thể tấn công cảnh giới của tông sư, một khi thành công thì dù Trần Thuận trước đây vô danh như thế nào thì cũng sẽ một bước bay vút lên trời cao. Bất luận là vì sự phát triển trong tương lai của nhà họ thẩm hay là vì những khó khăn trước mắt bây giờ, thẩm Long Phi đều hy vọng có thể sẽ kéo được Trần Thuận lên chiến xa của bọn họ. Tôi không có điều kiện gì khác. Tôi cũng không chọn địa phương. Tôi chỉ cần nhà họ thẩm của ông chịu chia địa bàn cho tôi theo thỏa thuận, cho thuê. Sau đó tôi trả các người một viên bồi nguyên đan mỗi tháng. Trần Thuận mỉm cười nói, đối với việc đổi chủ của nhà họ thẩm, tuy rằng trước mắt thì hắn có ấn tượng không tệ đối với nhà họ thẩm nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ can thiệp vào chuyện của nhà họ thẩm chỉ cần thẩm long phi hiện tại chịu nhận thua rồi phân chia địa bàn cho hắn một khi đã đến được tay hắn rồi sau này cho dù nhà họ thẩm có đồi chủ thì với một cái giá một viên bồi nguyên đan mỗi tháng hắn tin chắc rằng chỉ cần bên kia không phải là kẻ ngốc thì sẽ không cưỡng ép đuổi trần thuận đi hơn nữa đến khi địa bàn ở trong tay của Trần Thuận, hắn không muốn rời đi, ai dám cưỡng ép chứ. Khi Thẩm Long Phi nghe thấy điều này, một tia thất vọng hiện lên trong mắt của ông ta. Trần Thuận nói như thế là từ chối thỉnh cầu của ông ta. Tuy nhiên, cho dù là nhận thua cuộc hay là Trần Thuận khước từ ông ta, thì Thẩm Long Phi cũng không có ý định không giữ lời hứa, giá trị của những viên Bồi Nguyên Đan quý giá này cũng hoàn toàn đủ rồi nhất là những viên bồi nguyên đan quý giá này đối với nhà họ thẩm bọn họ mà nói căn bản chính là có tiền cũng không thể mua được chỉ cần trần thuận vẫn còn ở thôn nhà họ thẩm thẩm long phi không tin rằng nếu như thôn nhà họ thẩm gặp phải khủng hoảng trần thuận sẽ thực sự chỉ ngồi lại xem không nhúng tay vào được địa bàn trong thôn không có ai cho người tùy ý lựa chọn thẩm long phi nói sau khi đạt được thỏa thuận Trần Thuận một lần nữa đi dạo quanh thôn, sau đó chọn một nơi vắng vẻ ở phía đông của thôn. Sau khi chọn xong địa bàn, Trần Thuận ở lại thôn nhà họ thầm lần nữa, dẫn theo quỷ hợp hoan và gấu xám liền rời khỏi thôn nhà họ thầm. Sau khi rời khỏi nhà họ thầm, đám người Trần Thuận trực tiếp quay trở lại Giang Châu. Sau đó, Trần Thuận liền triệu tập nhà họ Hạ và nhà họ Vương, bắt đầu không kiêng nề thu thập những viên ngọc bích, có thể tích trữ năng lượng để hắn có thể thiết lập một tụ linh đại trận lớn. Trần Thuận đã sẵn sàng để tất cả những người tu luyện bên cạnh hắn đến thôn nhà họ thẩm tu luyện trong tụ linh trận, như vậy tu vi của bọn hắn mới tiến nhanh hơn. Như thế mới có thể theo kịp tốc độ của Trần Thuận một chút, trong tương lai mới có thể vì Trần Thuận mà làm nhiệm vụ tốt hơn. Mặc dù triệu tập sức lực của cả nhà họ Hà và nhà họ Vương ở Giang Châu, nhưng tổng cộng cũng phải mất 3 ngày để thu thập đủ những vật liệu ngọc bích mà Trần Thuận vừa để ý để thiết lập tụ linh đại trận. Sau khi vật liệu đầy đủ, Trần Thuận không chậm trễ thêm nữa, trực tiếp nhờ Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm, Gấu Xám thiết quyền, ba người đem ngọc bích đi cùng với hắn, lần nữa đến thôn nhà họ Thẩm, nơi mà có nhà họ Thẩm ở Giang Châu. Tuy nhiên, lần này sau khi Trần Thuận đến thôn nhà họ thẩm thì hắn phát hiện ra rằng không có người đứng canh ở cửa đầu thôn nhà họ thẩm nữa. Không chỉ vậy, sau khi Trần Thuận và những người khác vào trong thôn nhà họ thẩm thì họ phát hiện ra rằng có một bóng người cũng không có. Lần cuối cùng họ đến, khi người đàn ông đó dẫn bọn người Trần Thuận đến trước sàn đấu võ, hắn vẫn gặp rất nhiều người của nhà họ thầm trên đường đi, mà lần này tất cả người của nhà họ thầm đều biến mất nhìn thấy tình cảnh này gấu xám không khỏi mơ hồ hỏi chủ nhân không phải là người nhà họ thầm đều đã bị người phản bội mà thầm long phi nói giết chết rồi đấy chứ trần thuận cười và lắc đầu chỉ là nhà họ thầm thực sự gặp rắc rối rồi thôi nhà họ thầm diễn võ đường người nhà họ thầm bất luận là người có thiên phú võ đạo ngày ngày chăm chỉ nghiền ngẫm võ đạo ở thôn nhà họ thầm hay là người có thiên phú thương nghiệp được sắp xếp làm buôn bán ở bên ngoài Hễ là người của nhà họ Thẩm thì tất cả đều đang ở đây, trên đài diễn võ, lúc này có một người trẻ tuổi mặc quần áo luyện võ của nhà họ Thẩm đang bay đi ngược ra, lúc còn ở không trung đã phun ra một gột máu tươi, bắn thành tia máu, trực tiếp bay ra đài diễn võ, người nhà họ Thẩm ở phía dưới lập tức đỡ được anh ta, nhưng sau khi rơi xuống đất, người đó đã ngất xỉu luôn. Mà trên đài diễn võ, một thanh niên trẻ tuổi, cả người đầy tà khí đang cười một cách tàn nhẫn. Các người tự hào, nhà họ Thẩm chính thống, chiếm cứ đất quý phong thủy thành Thẩm gia thôn, kết quả một đám các người toàn bộ đều là phế vật, một đám rác rưởi. Người trẻ tuổi đó nhìn về phía người nhà họ Thẩm đang đứng xung quanh, trong mắt toàn là vẻ khinh thường. Thẩm Đào, mày đừng có mà kiêu ngạo, để chị đây tôi đánh với mày một trận. Trong đám người trẻ tuổi của nhà họ thẩm, một cô gái hào sảng phóng khoáng nhìn bóng người đang cực kỳ kiêu căng trên đài kia, cắn chặt hàm răng. Cô ta đứng dậy, mũi chân nhún một cái, bóng hình xinh đẹp bay lên trên không trung. Cô ta không thể thoải mái nhảy hơn 10 mét, trên không trung giống như chú tư thẩm chi thu, nhưng dựa vào lăng không hoạt bộ, mượn mấy vật kiến trúc làm điểm tựa, dịch chuyển mấy lần ở không trung tạo thành một đường parabol xinh đẹp xuất hiện ở trên đài diễn võ chị nhu đánh chết nó đi chị nhu dạy dỗ nó cẩn thận vào cho nó biết thế nào mới là nhà họ thẩm chính tông loại như vậy mà cũng dám tới nhà họ thẩm chúng ta nghênh ngang <laughs> có cái sắm đám con cháu nhà họ thẩm thấy thẩm ngọc nhu xuất hiện trên đài diễn võ lập tức hưng phấn hò reo Võ đạo thiên bẩm của Thẩm Ngọc Nhu rất cao, trong đám cùng trang lứa bọn họ, dù là con gái nhưng cũng có thể đè cho đám nam sinh không ngẩng đầu được, nhưng bởi vì dáng người của Thẩm Ngọc Nhu nóng bỏng, mặt trắng môi hồng, hơn nữa đối xử với người khác cũng tốt nên rất được mọi người yêu thích, là nữ thần trong lòng của đám nam sinh, thần tượng trong lòng nữ sinh. Một người đẹp đây sao? Nếu anh đây nhớ không nhầm cô em tên là thầm ngọc nhu vốn anh đây còn phải gọi cô em là chị chứ nhỉ thầm đào nhìn cô gái xuất hiện ở đối diện thân hình thướt tha mặc dù mặc quần áo luyện võ rộng thùng thình cũng không thể giấu đi được dáng người có lồi có lõm lại còn phối hợp với khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp sáng sủa kia nữa trong lòng hắn ta có hơi rung rinh mạch không xứng dù trong tên của thầm ngọc nhu có một chữ nhu dịu dàng nhưng tính cách lại cực kỳ nóng này lúc này cô ta đang lạnh lùng trợn mắt nhìn thầm đào <laughs> quan hệ huyết thống của chúng ta rất xa đó thầm đào nhìn dáng người nóng bỏng của thầm ngọc nhu hai mắt sáng lên như đèn ô tô ngược lại còn phun ra một câu này khốn nạn thầm ngọc nhu nghe xong sao có thể không hiểu được ý của hắn ta cô tức giận nói sau đó không hề lằng nhằng đấu võ mồm với thầm đào nữa đôi tay linh động di chuyển quyền nhà họ thầm được cô ta thi triển ra không hoành tráng hùng hồn như nam sinh mà lại nhiều thêm một chút cảm giác mềm mỏng của phái nữ nhưng bên trong mềm mỏng lại mang theo cứng rắn đây là nguyên nhân tại sao thầm ngọc nhu lại cho người ta cái cảm giác oai phong hiên ngang con gái xinh đẹp thì nên ở nhà giúp chồng dạy con luyện võ vất vả như vậy giao cho đàn ông là được rồi chờ ba anh đoạt lại vị trí làm chủ nhà họ thẩm anh có thể để cô em thành người phụ nữ của anh về sau thoải mái hưởng phúc là được rồi trên mặt của thầm đào lộ ra vẻ ngả ngớn khinh nhờn hoàn toàn không để ý tới đòn tấn công của thẩm ngọc nhu nói về quyền nhà họ thẩm thì hắn ta mới là người tu luyện xuất sắc nhất trong đám đồng trang lứa này thẩm đào đạp chân phải ra sau sau đó thân mình giống như là tên nhọn rời cung lao thẳng về phía trước trong chớp mắt đụng độ với thẩm ngọc nhu chiêu thức giống nhau, quyền pháp giống nhau, va chạm vào nhau. Trong giây lát, hai quyền đụng vào nhau, không khí cũng giống như yên lặng. Người nhà họ thầm tất cả đều trợn to hai mắt, hy vọng có thể nhìn thấu thầm Ngọc Thu đập bẹp dí cái tên cặn bã thầm đào này. Dám mờ miệng, khinh nhờ nữ thần thầm Ngọc Nhu của bọn họ, dám nhục nhã nhà họ thầm chính tông của bọn họ, quả thực là đáng chết. Thẩm Ngọc Nhu là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ này của nhà họ Thẩm, là người được gửi gắm tất cả hy vọng của bọn họ. Nhưng mà đáp lại ánh mắt chờ mong của những người nhà họ Thẩm đó là cành thầm đào bị đánh bay không có xuất hiện. Ngược lại Thẩm Ngọc Nhu lùi lại hẳn ba bước. Cái gì? Trong mắt tất cả mọi người đều là vẻ không thể tin được, ngay cả Thẩm Ngọc Nhu cũng không đánh lại nổi thầm đào sao. Mà đến ngay cả Thẩm Phi Long, Thẩm Chi Thu đang ngồi ở ghế chủ vị cũng nhíu mày. Trong đám tiểu bối trẻ tuổi của nhà họ thầm, xem ra không ai có thể đánh lại thầm đào rồi. Mà ở trên đài, thầm Ngọc Nhu lùi lại ba bước mới có thể đứng vững. Lúc này trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ hoàng sợ. Dựa vào thực lực của thầm đào để lộ ra lúc trước, cô cho rằng cô và thầm đào có thể đánh ngang tay, nhưng không ngờ lại tranh lệch nhiều như vậy. Chị gái tốt, chị cứ ngoan ngoãn chở gà cho anh đây đi, trên mặt của thầm đào lộ ra nụ cười ác ôn, sau đó lại là một hơi tiến lên. Từng chiêu từng chiêu, những đường quyền mạnh mẽ của nhà họ thầm không ngừng đánh ra. Thầm Ngọc Nhu cắn chặt khớp hàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì thầm đào đã sớm bị ánh mắt của cô ta dóc ra xẻ thịt rồi. Cô ta cũng ra chiêu liên tục. Lúc đầu còn có thể ở thế hạ phong, nhưng không có dấu hiệu thua trận. Nhưng sau hơn 10 chiêu, Thầm Đào lại đột phá phòng ngự của Thầm Ngọc Nhu, nắm tay vốn nên đánh vào thắt lưng Thầm Ngọc Nhu, lại ở ngay giây phút sắp đánh chúng từ quyền biến thành trường, vỗ vào eo của Thầm Ngọc Nhu. Thầm Ngọc Nhu lập tức bị vỗ lùi vài bước ra sau. Cùng lúc đó, một cái bình nhỏ cũng rơi từ trong túi ở thắt lưng của cô ta ra. Thế nhưng nó lại bị Thầm Đào giơ tay bắt được. Eo mềm mà lại đàn hồi, giờ thật sướng tay. Thầm đào làm ra vẻ nhớ lại cảm giác. Biểu cảm trên mặt muốn dâm đãng bao nhiêu thì có dâm đáng bấy nhiêu. Cặn bã, xúc sinh. Dưới đài diễn võ, đám đệ tử của nhà họ thầm vừa nhìn vừa nghe như vậy thì nổ tung luôn. Hận không thể sông lên, băm thầm đào thành tám khối, lột ra rút gân đối với tiếng mắng chửi của đám người trẻ tuổi nhà họ thầm. Thầm đào giống như là không nghe thấy sau đó mở nắp bình của cái bình nhỏ trong tay ra, lập tức mùi thuốc nồng đậm từ trong bình tỏa ra. Người được mùi ấy, thầm đào lập tức sững người, lập tức cảm thấy cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Bồi nguyên đan, thầm đào lập tức phản ứng được, thứ này lại là một viên bồi nguyên đan, hơn nữa còn là một viên bồi nguyên đan cực phẩm quý giá. Thầm đào khiếp sợ rồi. Cho dù là cha của hắn ta, dùng đủ mọi thủ đoạn cũng mới kiếm được cho hắn ta một viên bồi nguyên đan thượng phẩm mà thôi để cho hắn ta tạo nền tảng võ đạo tinh luyện tu vi nhưng trên người của thẩm ngọc nhu lại có được hẳn một viên bồi nguyên đan cực phẩm sao người nhà họ thẩm lại có được thứ này chứ nghĩ đến đây thẩm đào vừa khiếp sợ vừa điên cuồng vui mừng hôm nay cha của hắn ta nhất định sẽ cướp lấy vị trí gia chủ của nhà họ thẩm tất cả những thứ của nhà họ thẩm đều là của bọn hắn nếu như trên người thầm ngọc nhu đã có một viên bồi nguyên đan cực phẩm thì đồng nghĩa nhà họ thầm tuyệt đối không chỉ có một viên nghĩ đến đây hô hấp của thầm đào cũng trở nên rồn rập trả lại cho ta thầm ngọc nhu thấy viên bồi nguyên đan cực phẩm được chia cho mình bị thầm đào cướp đi thì lập tức khẩn trương bồi nguyên đan cực phẩm gần như có thể nói là vật báu vô giá gia tộc cực kỳ kỳ vọng vào cô nên mới đưa cho cô đó cũng là vật bảo đảm để trong 3 năm, 5 năm tới, cô ta có thể từ võ đạo tiêu thành đột phá vào võ đạo đại thành. Thầm Ngọc Nhu nhằm vào phía thầm đào muốn đoạt lại bồi nguyên đan. Chị gái tốt, vội như thế để làm gì? Dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi. Của chị không phải là của em sao? Thầm đào miệng thì nói nhưng ra tay cũng không nến nang gì. Trước đó hắn ta còn muốn chơi đùa với thầm Ngọc Nhu đã. Nhưng bây giờ lấy được bồi nguyên đan cực phẩm, hắn không muốn chơi bởi gì nữa. Chờ cha ép thẩm Long Phi giao ra vị trí gia chủ, lúc đó thầm Ngọc Nhu không thoát khỏi bàn tay của hắn ta được. Hắn ta muốn chơi thế nào thì chơi. Thiền bẩm của thầm Đào cũng không tệ. 23 tuổi đã là đình phong võ đạo tiêu thành. Trong vòng một năm tới nhất định sẽ bước vào võ đạo Đài Thành. Cao thủ siêu cấp võ đạo Đài Thành ở tuổi 24-25 dù là ở toàn bộ Giang Bắc, thậm chí là cả Giang Nam cũng không gặp nhiều. Lập tức hắn ta thể hiện hết thực lực của mình. Thầm Ngọc Nhu giao thủ với hắn ta được mấy chiêu đã bị thầm đào áp chế hoàn toàn. Gần như là cả quá trình đều bị đè ra mà đánh. Chỉ cần không cẩn thận một cái là lập tức sẽ bị thương nặng. Đệ tử của nhà họ thầm nhìn thấy cảnh ấy thì mắt như sắp phun ra lửa. Đến gây chuyện với nhà họ thầm, Ta vốn lười để ý, nhưng muốn lấy thứ ta đã tặng ra thì đúng là muốn chết rồi. Thấy thầm Ngọc Nhu sắp không chống đỡ nổi nữa, sau đó bị thầm đào đánh trúng. Bên tai cô ta mơ hồ lại nghe được một câu như vậy, không nghe thấy quá rõ. Nhưng câu tiếp theo cô ta lại nghe được rất rành mạch. Chân trái lùi về phía sau nửa bước, nghiêng người sang phải 45 độ, dùng nắm đấm tấn công dưới nách hắn. Nghe được như vậy, Thẩm Ngọc Nhu hoàn toàn không kịp nghĩ, vô thức làm theo. Ngay khi Thẩm Ngọc Nhu làm ra động tác này, Thẩm Đào bất ngờ đánh một quyền qua sát đầu cô, lập tức khiến cho Thẩm Ngọc Nhu toát mồ hôi lạnh, sau đó nhanh nhẹn ra quyền, tấn công vào dưới nách của Thẩm Đào. Thẩm Đào thấy Thẩm Ngọc Nhu có thể tránh được một đòn của mình thì có hơi ngạc nhiên, hắn ta vốn tưởng đòn đó ắt sẽ trúng mục tiêu, xem ra đã coi thường cô gái này rồi nhưng ngay sau đó hắn ta liền cảm giác dưới nách ùa tới một cơn đau nhức cả cánh tay giống như đã mất đi cảm giác vậy không tốt sắc mặt của thẩm đào lập tức thay đổi sau đó lại đến cánh tay khác một nắm đấm như đại bác nổ ra âm thanh bùng nổ vang lên trong không khí thẳng đến mặt của thầm ngọc nhu người phụ nữ đáng chết này cũng dám làm tổn thương đến ta giờ phút này thầm đào rốt cuộc cũng không còn bất cứ suy nghĩ thương hương tiếc ngọc nào nữa không được, mau tránh ra. Đám người dưới sàn đấu vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc Nhu tránh né một quyền của Thẩm Đào, hơn nữa còn đánh trúng Thẩm Đào, đám người còn chưa kịp vui vẻ, trong nháy mắt tìm lại nhảy lên đến cổ họng. Một quyền này tất cả mọi người đều có thể nhận thấy uy lực mạnh mẽ, cái này nếu như bị đánh trúng mặt, Thẩm Ngọc Nhu dù không chết cũng sẽ bị đánh đến mức chấn thương sọ não, gương mặt bị hủy hết, không tránh không né, từ dưới lên trên đánh thẳng vào nhân nghênh huyệt thẩm ngọc nhu cũng bị kinh sợ bởi một quyền này của thẩm đào lúc đầu cô ta định lập tức thoát ra và nhanh chóng thoái lui nhưng mà lúc này giọng nói kia lần nữa truyền đến tai cô ta thẩm ngọc nhu theo bản năng tin tưởng giọng nói này không hề né tránh ngược lại đón nắm đấm của thẩm đào tấn công thẳng đến nhân nghênh huyệt của hắn ta lập tức tất cả mọi người dưới đài cuống lên tại sao thẩm ngọc nhu không né tránh lại còn đón lấy một quyền này trải qua màn đối đầu vừa rồi thực lực của thẩm ngọc nhu không bằng thầm nào đã là chuyện rất rõ ràng còn nhóc này thẩm long phi giật mình thẩm ngọc nhu chính là người có thiên phú nhất trong thế hệ trẻ tuyệt đối không thể cho phép xảy ra sai lầm lúc này thẩm long phi muốn ra tay ngăn cản anh dám lúc này phía bên phải liền truyền đến một giọng nói thầm long phi lập tức cảm giác được hai đạo khí thế không hề kém cỏi so với mình đột nhiên khóa chặt mình lại khiến trông ta trong lúc nhất thời không dám vọng động thầm đào ở trên đài lúc này cũng đang nghe răng cười thầm ngọc nhu để cô ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi cô lại không nghe còn dám làm tổn thương đến tôi đây là cô tự tìm thầm đào quát lớn một tiếng chói tai giống như đã thấy cành thầm ngọc nhu bị hắn ta đấm một quyền mất mạng giờ khắc này trong lòng của thầm đào thậm chí còn thầm than một tiếng đáng tiếc cho một mỹ nhân đẹp như vậy cô ngàn vạn lần không nên không nên làm tổn thương đến tôi vậy tôi sẽ không có phúc hoạn này làm phu nhân tương lai của gia chủ nhà họ thầm nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo tất cả mọi người đều trở nên sững sờ lấy ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía trên đài thầm đào mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin chỉ thấy nắm đấm của hắn ta dường như đã đụng đến chóp mũi thanh tú của thầm ngọc nhu chỉ còn cách một cm thế mà lại rốt cuộc không thể nào tiến vào không chỉ như thế thân hình của hắn ta lại còn lùi ra ngoài thêm mấy bước sắc mặt của thầm đào trong nháy mắt đỏ lên hai tay bưng kín cổ trong mắt dường như đều là sắp trợn ra ngoài tại sao lại như vậy Tại sao Thẩm Ngọc Nhu lại có thể bất ngờ đánh trúng huyệt trên người của hắn ta? Nhân nghênh huyệt ở cần cổ, cách yết hầu 5cm, chính là huyệt vị cực kỳ quan trọng đối với cơ thể con người. Nếu như không phải sức mạnh của Thẩm Ngọc Nhu không đủ, chỉ cần một chiêu này, hôm nay hắn ta sẽ phải chết ngay trên võ đài. Phía sau Thẩm Đào trực tiếp toát mồ hôi lạnh cả người. Lúc này phía sau Thẩm Ngọc Nhu cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi nếu như cô còn có điểm trần trừ, thậm chí thầm ngọc nhu không dám tưởng tượng đến một màn kia điều quan trọng nhất chính là cô thực sự làm được sau sau khi cô nghe được câu nói kia chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi tốt chị nhu dạy dỗ hắn ta đi xem hắn ta có dám phách lối hay không lập tức phía dưới võ đài truyền đến những lời nói cổ động tất cả ánh mắt con cháu của nhà họ thầm nhìn về phía thầm ngọc nhu trong mắt đều tràn đầy sự hưng phấn và cuồng nhiệt Ánh mắt của Thẩm Long Phi nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhu cũng vô cùng hài lòng. Đứa cháu gái này thiên phú so với ông ta tưởng tượng còn tốt hơn, ý thức chiến đấu, nắm bắt thời cơ đều ngoài dự liệu của ông ta. Trong nhà họ Thẩm, người có thể đối mặt với một quyền của Thẩm Đào không tránh không né, bình tĩnh tỉnh táo đối mặt, tin đúng thời cơ, lại bắt sơ hở của hắn ta, cho Thẩm Đào một kích chí mạng không có mấy người. Mà lúc này, ánh mắt của thẩm long đang ngồi đối diện bên phải của thẩm long phi nhìn về phía thẩm ngọc nhu lại cực kỳ bất thiện ông ta già mới có con vì vậy tuổi tác của con ông ta và cháu gái của thẩm long phi không sai biệt lắm mà thẩm ngọc nhu lại liên tục hai lần đả thương đến thẩm đào quả thực là đáng chết thẩm đào còn muốn tiếp tục độc thủ thẩm long đằng mở miệng nói đào nhi trở về đi thẩm đào bị đánh trúng huyệt vị nếu như không phải do lực đạo của thẩm ngọc nhu không đủ thẩm đào sẽ trực tiếp mất mạng tại chỗ nhưng mặc dù như vậy thẩm đào cũng đã bị thương với sức mạnh của thẩm ngọc nhu vừa bày ra tiếp tục tái chiến tất nhiên sẽ không còn là đối thủ của thẩm ngọc nhu về phần thẩm ngọc nhu này đợi lát nữa sẽ xử lý sau đào nhi thích liền cho người đưa nó lên giường đi nếu như không thích tiện tay giết đi là được rồi thân là phụ thân chuẩn tông sư lên tiếng thẩm đào không còn cự tuyệt hung hăng nhìn thẩm ngọc nhu một chút dám đả thương tôi chị chờ đó cho tôi tôi muốn để chị ở trên giường sống không bằng chết mày muốn chết ngôn ngữ ô uế của thẩm đào khiến cho thẩm ngọc nhu biến sắc liền muốn tấn công về phía thẩm đào nhưng lúc này một cô áp lực khiến cô run lên trong nháy mắt bao phủ lấy cơ thể cô khiến cho thẩm ngọc nhu không còn dám động đậy nữa nhưng tiếp theo lại là một cỗ khí thế khác, xua tàn đi áp lực trên người của cô, khiến cho thầm Ngọc Nhu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Thẩm Ngọc Nhu lập tức nhìn về phía Thẩm Long Phi đang ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Cô cho rằng vừa rồi là ông nội truyền âm để dạy cho mình, dù sao thì về phía bọn họ, chỉ có ông nội Thẩm Long Phi của cô là chuẩn tông sư mới có thể dùng thủ đoạn thần quỷ khó lường này có lẽ cũng chỉ có chuẩn tông sư mới có thể chỉ điểm cho cô một cách rõ ràng như vậy trừ cái đó ra thẩm ngọc nhu cũng không thể nghĩ đến người thứ hai về phần đó không phải là giọng nói của ông nội của cô cô cũng không suy nghĩ quá nhiều vì trước kia thẩm long phi đã nói qua với bọn họ lúc đem nội lực tu luyện đến mức cao thâm sẽ có thể cách không truyền âm nhưng kỹ thuật truyền âm này sẽ dẫn đến dòng điều bị thay đổi ba đây là bồi nguyên đan cực phẩm sau khi thẩm đào nhảy xuống võ đài trực tiếp đi đến phía trước thẩm long đằng thấp giọng nói cái gì thẩm long đằng cho là mình nghe nhầm thẩm đào trực tiếp đem bình thuốc nhỏ kia đưa cho thẩm long đằng thẩm long đằng mở ra xem một mùi thuốc nồng nặc truyền đến ông ta lập tức đồ đan dược ra ở trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược óng ánh sáng long lành, tình mỹ vô cùng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi khiến cho tinh thần của người ta sảng khoái cái này cái này thật sự đúng là bồi nguyên đan cực phẩm mà dựa vào định lực chuẩn tông sư của thầm long đẳng hô hấp của ông ta cũng bắt đầu trở nên gấp gáp cho ta xem một chút lúc này một ông lão mang sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh thầm long đẳng thản nhiên nói thầm long đẳng biến sắc nhưng vẫn đem bồi nguyên đan cực phẩm đưa tới ông lão cầm trong tay nhìn một chút lại người người nhẹ nhàng nói đan dược này coi như là một chút thù lao kèm theo đi sắc mặt của thẩm long đằng sững sờ trong nháy mắt lóe lên một nham hiểm nhưng ông ta giấu đi rất tốt nếu lý lão thích đương nhiên là nên tặng cho lý lão thẩm long đằng nói thẩm đào phách lối cho dù bây giờ đau lòng đến gì máu nhưng cũng không nói một lời Người được cha hắn gọi là Lý Lão này, cho dù là cha hắn cũng không chọc nổi, nghe nói năm năm trước, vẫn là một vị tông sư, là sau khi bị thương nên cảnh giới hạ xuống, mới xuống cảnh giới chuẩn tông sư, nhưng dù bây giờ, ông ta không được tính là tông sư thật sự, nhưng giết một chuẩn tông sư bình thường, vẫn giống như là giết gà mổ chó, chính vì vậy, nên cha hắn mới có thể hứa hẹn, mời ông ta đến đây có ông ta ở đây cướp đoạt vị trí chủ vị của nhà họ thẩm chính là không còn bất cứ sơ hở nào tông sư không xuất ra ai dám cạnh tranh lý lão rất hài lòng với thái độ của thẩm long đằng trên khuôn mặt trắng bạch lộ ra một nụ cười khiếp người đã mời ông ta hỗ trợ vậy sẽ là chuẩn bị tốt cho ông ta làm thịt ông ta chờ mong một ngày có thể lại trở về cảnh giới tông sư chờ thẩm long đằng đoạt lại vị trí gia chủ ông ta phải tiếp tục lấy một vài thứ khác từ nhà họ thẩm thẩm long phi nếu cuộc tỷ thí giữa các tiểu bối đã kết thúc vậy hãy nói đến chuyện vị trí gia chủ thoái vị nhượng chức đi thẩm long đằng nhìn về phía thẩm long phi đang ngồi ở ghế chủ vị ánh mắt lóe sáng vị trí kia cuối cùng sẽ là của ông ta thay đổi vị trí gia chủ không phải là không thể ta có thể thoái vị cho thẩm minh dự Thẩm Minh Dự cũng có thể thoái vị cho người khác. Chỉ cần có người đó có năng lực, có thực lực thì có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của nhà họ thẩm ta. Thẩm Long Phi nhìn về phía Thẩm Long Đằng cười lạnh nói. Nhưng lại vị trí cho người hiền tài, trọng điểm ở một chữ hiền. Ông là một kẻ dám dâm tặc với thầm nương trong tộc. Một kẻ bài hoại bị nhà họ thẩm trục xuất. Ông xứng sao? Nghe thấy Thẩm Long Phi nhắc đến chuyện khuất nhục trước kia, sắc mặt của Thẩm Long Đằng phát lạnh. Ta đã trở thành chuẩn tông sư, người nói xem ta xứng hay không đây. Lập tức, khí thế chuẩn tông sư trên người của Thẩm Long Đằng đột nhiên bộc phát. Ta khuyên ông nên để con trai Thẩm Minh Dự của ông ngoan ngoãn giao lại vị trí gia chủ ra. Nếu không hôm nay, ta sẽ huyết tẩy thầm gia thôn. Theo câu nói này dứt lời, Lý Lão ở bên cạnh Thẩm Long Đằng cũng phát ra uy thế lập tức tất cả con cháu của nhà họ thẩm giống như cảm giác được trên vai nặng thêm ngàn cân ép bọn họ không thể thở nổi liền câm như hến sau khi cảm nhận được áp lực mãnh liệt này thẩm long phi biến sắc tông sư sao làm sao có thể chứ ông lão đi theo bên cạnh thẩm long đằng kia thẩm long phi biết ông ta rất mạnh nhưng vẫn cho rằng ông ta cũng chỉ là chuẩn tông sư mà thôi dù sao thì tông sư rất hiếm thấy dường như mỗi tông sư đều là bá chủ một phương hoặc là một chút thế gia sức mạnh chấn áp nội lực được giấu vào dựa vào năng lượng của thầm long đằng căn bản là không có khả năng mời tông sư đến nhưng bây giờ là chuyện gì đã xảy ra vậy sắc mặt của thầm long phi vô cùng khó coi nhưng cuối cùng sắc mặt của ông ta lại hơi hơi hỏa hoãn một chút Cố khí thế và uy lực này rất mạnh mẽ, có khả năng của tông sư, nhưng lại không phải là tông sư thật sự. Trái tim thầm Long Phi bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn rất nặng nề. Cho dù như vậy, nhưng ông ta cũng không phải là đối thủ của ông lão kia. Thầm Minh Dự, thầm Chi Thu, lúc này về mặt từng người cũng vô cùng nghiêm túc. Vốn ở trong kế hoạch, mấy người nhà bọn họ là võ đạo đại thành đình phong cao thủ, dốc hết toàn lực liên thù với nhau là có thể ngăn chặn một phần tông sư tạm thời trong khoảng 15 phút. Sau đó, Thẩm Long Phi toàn lực ra tay giải quyết Thẩm Long Đẳng, sau đó sẽ cùng nhau vây quét chuẩn tông sư thần bí này, thậm chí không cần xử lý ông ta, chỉ cần giải quyết Thẩm Long Đẳng, vị chuẩn tông sư thần bí kia sẽ tự nhiên rút đi. Nhưng bây giờ đây, tình huống đã vượt xa khỏi dự đoán của bọn họ, nhận định là bọn họ đã sai ông lão thần bí quả thật là dũng mãnh quá mức dù là phụ thân của thầm long phi có lẽ cũng không phải là đối thủ đừng đề cập đến mấy người võ đạo đại thành đình phong như bọn họ vấn đề muốn ngăn chặn ông ta một lát lên đó cũng chỉ có thể bị giết ngay lập tức không biết cao tính đại danh của vị tiên sinh này thầm long phi kiên trì nói tình huống có thay đổi cứ khai chiến như vậy nhà họ thầm sẽ bị đại nạn xuống đầu từ sau khi tổ tiên đời thứ nhất của nhà họ thầm qua đời nhà họ thầm liền không xuất hiện tông sư bây giờ thực lực mạnh nhất cũng chỉ có chuẩn tông sư là ông ta mà thôi đây cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cho nhà họ thầm ngày càng suy thoái không bằng nhà họ đoàn ở giang châu giang nam lý thành nghiệp ông lão họ lý chậm rãi nói lý thành nghiệp sau khi nghe được lời nói của cái tên này thẩm long phi lập tức kinh hãi cho dù ông ta có là chuẩn tông sư, nhìn cũng vẫn tê cả ra đầu một trận. Thẩm Minh Dự, Thẩm Chi Thu, cả hai cũng cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng. Dành tiếng của Lý Thành Nghiệp, bọn họ đều đã nghe nói. Mười năm trước, khi ông ta đạt được cảnh giới tông sư ở Giang Nam, đã gây nên một trận chấn động kịch liệt. Nhưng chỉ trong năm năm ngắn ngủi, năm năm sau, trong mắt của người ngoài, ông ta hạ cảnh giới một cách khó hiểu. Từ cảnh giới tông sư rớt xuống, thoáng một cái những kẻ thù mà ông ta đã từng đắc tội nhào nhào tìm tới cửa bởi vì ông ta bị thương nên mới rớt xuống cảnh giới mọi người đều cho rằng thực lực của ông ta có thể là thuộc chuẩn tông sư cũng chỉ coi là tầm thường nhưng thực tế lại là những kẻ thù tìm đến cửa không còn một người nào sống sót trong đó bao gồm cả hai vị chuẩn tông sư đây cũng là một trận động đất xảy ra ở khu vực giang nam năm năm trước vì biến cố lần đó, hai vị chuẩn tông sư bò bình trong nháy mắt bị gia tộc khác gặm đến mảnh xương vụn cũng không còn nữa. Vì vậy, cho dù trở thành trò cười truyền kỳ trong lòng của mọi người vì rớt từ cảnh giới tông sư xuống, nhưng nhắc đến danh tiếng của Lý Thành Nghiệp vẫn khiến cho người ta sợ hãi run rẩy Lý Thành Nghiệp có thể nói là không thẹn một câu, ông ta vẫn là đệ nhất tông sư của viêm hạ. Bởi vì, bởi vì ông ta từng là tông sư, cho dù là rơi xuống cảnh giới, ông ta cũng đứng ở chuẩn tông sư cực hạn đỉnh phong. Tông sư cảm ngộ cùng một chút thủ đoạn của tông sư vẫn có thể tùy tâm sử dụng như cũ. Lý lão, bất kể Thẩm long đằng hứa hẹn điều gì cho ngài, nhà họ thầm tôi cũng nguyện trả gấp hai, thậm chí gấp ba, đổi lấy điều kiện hôm nay lý lão khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Long Phi lập tức nói, chỉ cần Lý Thành Nghiệp không ra tay, vậy Thẩm Long Đằng sẽ không thể gây nên sóng gió gì. Ông ta tiến vào chuẩn tông sư sớm hơn so với Thẩm Long Đằng 20 năm, có thể chấn áp, thậm chí giết chết. Lý Thành Nghiệp nghe xong, khuôn mặt trắng bệch, phảng phất lộ ra nụ cười hứng thú. Điều này khiến cho nội tâm của Thẩm Long Đằng run lên. Nhưng lập tức, Lý Thành Nghiệp lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Người có thể cho ta, Thẩm Long Đằng làm gia chủ cũng có thể cho ta. Người có thể cho ta gấp ba, hắn cũng có thể cho ta gấp ba lần. Người nói có đúng không? Nói xong, Lý Thành Nghiệp quay đầu nhìn về phía Thẩm Long Đằng. Thẩm Long Đằng đã hỏi thăm 18 đời tổ tông của lão già Lý Thành Nghiệp mấy lần. Nhưng trên mặt, vẫn cười nói. Lý lão nói đúng lắm. Bất kể bọn họ nhắc tới điều kiện gì, tôi đều có thể ra điều kiện tốt hơn bọn họ. Điểm ấy xin Lý lão yên tâm. Vậy nên, tại sao ta phải vi phạm hẹn ước khoanh tay đứng nhìn chứ? Trên mặt của Lý Thành Nghiệp, lần nữa lộ ra nụ cười khiếp người hướng về phía thầm Long Phi. Nói đúng ra, từ sau khi ông ta bị thương rớt xuống cảnh giới, ông ta luôn luôn mang vẻ mặt trắng bạch ốm yếu. Mỗi lần cười lên đều khiến cho người ta sợ hãi hoảng hốt. Thẩm Long Đằng thấy Lý Thành Nghiệp gật đầu, cảm thấy rốt cuộc thì cũng yên tâm chỉ cần Lý Thành Nghiệp có thể đứng ở phía ông ta. Hôm nay, vị trí gia chủ của nhà họ thẩm tất nhiên sẽ là của ông ta. Từ nay về sau, nhà họ thẩm chính là thiên hạ của một mình ông ta. Trái lại, thẩm Long Phi và mấy người trong nhà họ thẩm thì vẻ mặt như bụi đất. Nhưng... Đúng lúc này, Lý Thành Nghiệp đột nhiên lại mở miệng nói. Lập tức, trái tim của thẩm Long Phi và thẩm Long Đằng đều nhảy tới cổ họng. Nhưng nếu như các người có thể đem bồi nguyên đan cực phẩm trong nhà dâng lên hết, đồng thời nói cho ta biết, những bồi nguyên đan cực phẩm này lấy được từ trong tay của người nào, ta có thể thật sự cân nhắc điều kiện của các người. Theo lý mà nói, dựa vào một gia tộc nhỏ như các ngươi không đủ tư cách để cầm lấy bồi nguyên đan cực phẩm. Lý Thành Nghiệp nhìn về phía thầm Long Phi, trên mặt lần nữa nở ra nụ cười khiếp người nghe nói như thế sắc mặt của thẩm long đằng lập tức trì trệ điều này đúng là điều duy nhất ông ta không làm được ông ta cũng không rõ tại sao nhà họ thẩm lại có thể có được bồi nguyên đan cực phẩm thẩm long phi và mấy vị cao niên trong nhà họ thẩm nghe thấy vậy sắc mặt đều vui mừng lý lão không nói dối ông bồi nguyên đan cực phẩm này ở nhà họ thẩm tôi vẫn còn hai viên hiện tại có thể dâng lên với nhà họ thẩm hiện tại đương nhiên là không có tư cách để thu hoạch những bồi nguyên đan cực phẩm này nhưng những viên bồi nguyên đan này chính là tổ tiên của nhà họ thẩm để lại chỉ có gia chủ các đời mới biết sự tồn tại của nó chính là để phòng rước lấy tai họa chỉ có người có thiên phú nhất trong gia tộc mới có cơ hội để sử dụng đồng thời nghiêm cấm những người khác lộ ra tin tức thẩm long phi vội vàng nói che giấu tin tức bồi nguyên đan cực phẩm được lấy từ phía trần thuận Trần Thuận tuổi còn trẻ đã là chuẩn tông sư, trong tương lai thành tựu chắc chắn sẽ vô hạn. Trước 40 tuổi sẽ nhập tông sư, thậm chí có hy vọng trước tuổi 30 sẽ đạt tông sư. Thẩm Long Phi đương nhiên muốn giao hào với Trần Thuận, huống chi nhà họ Thẩm cũng có kiêu ngạo, không muốn phản bội người khác. Thẩm Long Đằng ở bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, hóa ra nhà họ Thẩm lại có đồ vật như thế, lại chỉ có gia chủ mới có thể biết vậy xem ra vị tông sư lão tổ tông đã qua đời của nhà bọn họ vẫn để lại cho nhà họ thầm không ít đồ tốt thậm chí có lẽ không chỉ có bồi nguyên đan cực phẩm giờ phút này thầm long đằng đối với vị trí gia chủ này lại càng muốn đoạt được nếu là như vậy vậy thì thứ lỗi cho ta không thể đáp ứng điều kiện của ngươi nhà họ thầm có bồi nguyên đan cực phẩm chắc hẳn thầm long đằng làm gia chủ của nhà họ thầm cũng sẽ giao cho ta trên mặt của Lý Thành Nghiệp, lần nữa nở ra nụ cười hề hề trắng bệch, khiến cho người ta sợ hãi hoảng hốt, nhìn về phía Thẩm Long Đằng, Thẩm Long Đằng gật đầu ra hiệu với ông ta, biểu thị cũng không thành vấn đề, nhưng trong lòng dường như muốn thổ huyết, lão quái vật này quá đen tối, lại còn muốn tất cả, nhưng bây giờ ông ta lại không thể, cũng không dám từ chối, trong lòng hận đến mức dồn nén, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười giờ phút này không có chút phong phạm nào của một chuẩn tông sư nên có khó trách trước đó nghe thấy ông ta rớt cảnh giới lập tức có nhiều kẻ thù như vậy tìm đến cửa nhưng hận thì hận khi nghe thấy cụm từ thấm long đằng gia chủ nhà họ thầm thấm long đằng vẫn hưng phấn một cách khó tả đây là chấp niệm của ông ta nếu không phải năm đó ông ta sắc tâm đại phát nhìn lén thầm nương, chỉ lớn hơn so với ông ta có mấy tuổi đang tắm. Sắc tâm đại phát, dục hành bất quỹ, sự việc đã bại lộ, bị trục xuất ra khỏi nhà họ thầm. Ông ta sẽ không trơ mắt nhìn vị trí gia chủ nhà họ thầm rơi vào tay của thầm Long Phi. Lý Thành Nghiệp từ chối, lập tức khiến cho mấy người nhà họ thầm rơi vào cảnh tuyệt vọng. Áp lực trên người của bọn họ lập tức dày đặc hơn mấy phần ngay cả thẩm long phi thầm chi thu trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng đã lâu rồi không giết chuẩn tông sư hôm nay lại ăn mặn một chút lúc này trên mặt của lý thành nghiệp lại xuất hiện nụ cười khiếp người chỉ có điều trong đó lại mang theo cảm giác tàn nhẫn điều này khiến cho sắc mặt của thẩm long phi biến đổi lông tơ toàn thân dừng ngược một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ lấy toàn thân Ông là cái thá gì chứ? Một con chó già Giang Nam cũng muốn thị uy ở Giang Bắc sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói nổ vang trên võ đài. Áp lực trên thân của mọi người lập tức tiêu tan, hầu như không còn nữa. Trong không trung một người thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục màu đen dạo bước mà tới. Đi lại trên không trung giống như dẫm lên trên đất bằng. Mọi người cảm thấy trên người nhẹ đi, cỗ đè ép vô hình đó biến mất dần dần nhìn về nơi phát ra âm thanh là anh ta sao ôi trời ơi hiển nhiên người ngày hôm đó ở diễn võ đường nhìn thấy trần thuận xuất ra thân thủ trong nháy mắt phát ra tiếng kinh hỉ mà người chưa có cơ hội nhìn thấy cũng nghe người khác nói lại người thanh niên này một chiêu đánh bại thẩm chi thu có tu vi võ đạo đại thành đình phong mấy ngày nay ở chung các tiểu bối của nhà họ thẩm hắn gần như đã sắp được đồn đại thành thần rồi. Thành thần tượng trong lòng của các tiểu bối của nhà họ thầm. Bà con thầm Long Phi thầm Chi Thu sau khi nhìn thấy thân ảnh này trong lòng bỗng thờ vào. Thầm Long Phi mừng thầm, lựa chọn mà bản thân đưa ra là đúng đắn. Nhưng sau đó ông ta lại lo lắng. Trần Thuận chắc cũng chỉ là chuẩn tông sư mà thôi. Cho dù hắn có ra tay giúp đỡ nhà họ thầm, cũng giống nhau, cũng không thắng được Lý Thành Nghiệp trò vặt vãnh. Lý Thành Nghiệp nheo mắt, nhìn thân ảnh trên không trung, mặt mày tái nhợt, dường như nhiều thêm một tia huyết sắc. Đi lại trên không trung như vậy, nếu như có công pháp cao thâm, đương nhiên có thể làm được. Chính bản thân Lý Thành Nghiệp cũng có thể làm được như vậy. Chỉ có điều loại chiêu thức có mã mà không có thực này, nội lực tiêu hao rất lớn, được không bù nổi mắt Người trẻ tuổi, chính là thích dùng những chiêu thức có mã mà không có thực để ra mặt tôi xem nội thể của cậu còn có thể tồn tại được bao nhiêu nội lực lý thành nghiệp hử lạnh trần thuận từ không trung chậm rãi đi xuống nhàn nhạt, nhạt nói giết ông đồ dùng cuồng vọng con là tông sư cũng không dám nói sẽ giết được ta lý thành nghiệp giống như là nghe thấy câu chuyện gì đó rất nực cười anh bạn nhỏ cảm ơn cậu đã có thể ra tay tương trợ lý thành nghiệp này được truyền tụng là người đứng đầu cấp dưới tông sư thẩm long phi vốn muốn nói bây giờ bên phía bọn họ nhiều thêm một chuẩn tông sư nếu như có thể bàn điều kiện đương nhiên là bàn điều kiện là tốt nhất chỉ cần nhà họ thẩm có thể được xuất thủ có thể thỏa mãn lý thành nghiệp nếu như cho dù là hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của lý thành nghiệp không sao trần thuận lên tiếng cắt ngang lời của thẩm long phi khiến cho thẩm long phi sững người trong lòng cũng thở dài trần thuận này tuổi còn trẻ thì có cảnh giới chuẩn tông sư thực lực mạnh mẽ thiên phú siêu tuyệt nhưng cũng chính vì quá trẻ quá kiêu ngào rồi không rõ sự khủng bố của lý thành nghiệp ông ta nhanh chóng nói lai lịch của lý thành nghiệp cho trần thuận tuy nhiên ông ta còn chưa có kịp mở miệng lý thành nghiệp liền biến mất khỏi ghế sau đó không trung vụt qua một đạo khí đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ thẩm long phi cả người run lên mãi đến lúc này ông ta mới thần chính cảm nhận được lý thành nghiệp là người đứng đầu cấp dưới tông sư sự khủng bố của ông ta cho dù hắn là chuẩn tông sư ở trong tay của lý thành nghiệp e rằng cũng không kiên trì được mấy chiêu lùi thẩm long phi hét lên một tiếng với trần thuận lăng không hoạt bộ trong nháy mắt được thi triển lấy cảnh giới chuẩn tông sư thi triển lăng không hoạt bộ của nhà họ thẩm thẩm long phi gần như trong chớp mắt bèn lùi lại mười mấy mét tuy nhiên cho dù là như vậy một trường mà lý thành nghiệp cách không đánh về phía ông ta vẫn khiến cho da đầu của ông ta tê dại dùng toàn lực tránh né nhưng vẫn bị trường phong làm bị thương một vết thương chảy máu bị thương không nhẹ thẩm long phi lúc này gần như là cả người run rẩy Lý Thành Nghiệp quả nhiên là còn có thể xuất ra thủ đoạn của Tông Sư, cách không làm cho người khác bị thương. Giữa chuẩn Tông Sư với Tông Sư hoàn toàn khác biệt, khó lòng bù đắp. Trò vặt, Trần Thuận nhìn thấy cực kỳ thất vọng, hắn còn tưởng sẽ có chiêu thức gì kinh thiên động địa. Mà câu nói này dường như dẫm trúng cái đuôi của Lý Thành Nghiệp, ông ta lập tức nhìn sang Trần Thuận, không tránh không né, có bản lĩnh đáng tiếc bản lĩnh như vậy không được không vào tông sư cậu vĩnh viễn không tiếp sự khủng bố của tông sư nụ cười trên mặt của lý thành nghiệp càng giận người hơn âm thanh khiến cho người khác sởn gài ốc trên người của anh ta tàn ra một cỗ khí thế dường như có thể uy áp tất cả thế gian nhằm vào trần thuận trần thuận nghe vậy thì diễu cợt nói nói cứ như ông là tông sư vậy đừng nói ông không phải tông sư cho dù ông bây giờ có là tông sư vậy cũng thế thôi giết ông như giết gà nói rồi trên người của trần thuận lộ ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa trong nháy mắt xé rách uy áp đánh tới của lý thành nghiệp khoảnh khắc này trần thuận giống như một thanh tuyệt thế ma kiếm xuất thế một cỗ khí thế khiến cho mọi người chấn nhiếp đè ép mọi người đến mức không thể thở được đồng từ của lý thành nghiệp hơi co rút thằng nhóc này thực lực có chút mạnh vì khí thế, vậy mà còn thắng ông ta một bậc, thật là khủng khiếp. Phải biết, ông ta chính là người đứng đầu dưới tông sư. Mặc dù có hơi ngoài dữ liệu, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hôm nay đưa cậu lên đường. Nụ cười ghê rợn trên mặt của Lý Thành Nghiệp càng sâu, phát ra âm thanh quái dị. Sau đó, khí đen trên người vũ động, một trường xuất ra. Khí đen quanh người ông ta dường như hóa thành một con cự hổ công kích về phía Trần Thuận há miệng đỏ như máu già, dường như muốn nuốt Trần Thuận vào trong. Thẩm Long Phi từ xa nhìn thấy cảnh này, bị dọa cho hồn phách bay mất. Lý Thành Nghiệp này, vậy mà kinh khủng như vậy. Trần Thuận xong đời rồi. Khoảnh khắc này, trong lòng của Thẩm Long Phi chỉ có một suy nghĩ như thế. Ông ta ban đầu muốn thỏa hiệp, mọi thứ của nhà họ Thẩm đều có thể giao ra, chỉ có như thế nhất mạch của bọn họ mới có hy vọng sống, cũng hy vọng có thể bảo toàn một mạng của Trần Thuận. Tuy nhiên, lời nói của Thẩm Long Phi đến cửa miệng lại bị mắc lại. Ông ta nhìn một cảnh tiếp theo khiến cho cả đời này ông ta cũng khó có thể quên được. Thì ra là tu luyện ma công, vừa hay để ông lĩnh hội một chút, cảm giác làm áo cưới cho người ta. Trần Thuận nhìn thấy khí đen hóa thành cự hồ, không một chút sợ hãi mà ngược lại trong mắt vụt qua thần sắc hưng phấn chỉ thấy trần thuận đứng ở chỗ cũ một tay xuất ra nằm ngón túm lấy dường như không trung xuất hiện một đại thù trường vô hình bóp nát đầu hồ đó mà đế cừu bí thôn phệ trong miệng của trần thuận khẽ hét lên sau đó hồ đen biến hóa bởi khí đen trong nháy mắt vỡ vụn sau đó giống như nước sông chảy vào hướng về phía trần thuận Quái miệng của Trần Thuận lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó hấp thụ toàn bộ. Trong mấy cái hô hấp, đã hấp thụ toàn bộ khí đen vào trong cơ thể. Sao có thể chứ? Lý Thành Nghiệp gần như là ngây ngốc ra. Sau đó, bên tai của ông ta vang lên một tiếng nói trầm thấp. Hy vọng ông đừng khiến tôi thất vọng. Lý Thành Nghiệp nghe vậy thì cảm nhận được nguy hiểm, lập tức muốn lui lại. Tuy nhiên, khoảnh khắc ông ta động, ông ta mới phát hiện ra bản thân vậy mà không có đường để lui tất cả phương hướng của ông ta vậy mà đều bị trần thuận khóa chặt lại rồi sao có thể chứ trong lòng của lý thành nghiệp lại một lần nữa vụt qua câu nói này thân là người đứng đầu dưới tông sư trừ tông sư ra ai có thể làm đến trình độ như thế này lý thành nghiệp chấn động trong lòng nhưng thằng nhóc này trẻ tuổi như vậy làm sao có thể là tông sư đi chết đi Lần này, Lý Thành Nghiệp xuất một kích toàn lực của mình, bỗng nhiên xung quanh ông ta một lần nữa xuất hiện vô số khí đen, nội lực phóng ra hóa thành hùng sư, hổ, báo, chăn, cùng công kích về phía trần thuận. Cùng vào lúc này, ông ta cũng thuận theo động vật hóa hình từ nội lực cùng nhau công kích trần thuận. Bên ngoài của ông ta bao phủ một tầng khí đen chính là chân khí hộ thể của ông ta, dường như cho ông ta mặc một áo giáp đen cứng không thể phá hủy dựa vào chiêu này ông ta đã giết vô số kẻ địch miễn cưỡng coi như ông đủ tư cách trần thuận vẫn đứng đó trên mặt không chút hoảng sợ ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng lần này trần thuận thậm chí không có giơ tay mà chắp tay lại thẳng nhóc cậu đây là tìm chết trong mắt của lý thành nghiệp vụt qua thần sắc hưng phấn lúc này hùng sư hóa hình bởi nội lực đã xông tới trần thuận dù là chuẩn tông sư ở dưới một cú vồ này không chết cũng trọng thương trần thuận cho dù có mạnh hơn nữa lần này cũng phải quỳ xuống bởi vì sau hùng sư hồ báo cự chăn dường như cũng cùng lúc lao tới gần như trong nháy mắt có thể sẽ nát trần thuận tuy nhiên tiếp theo lý thành nghiệp trố mắt rồi trần thuận đứng ở đó chắp tay toàn thân trên dưới dường như hóa thành một hố đen Hùng sư nhào tới Trần Thuận, khoảnh khắc chạm tới Trần Thuận, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó biến mất vào trong thể nội của Trần Thuận. Sau đó, hồ bé cự chăn cũng nối gót theo Hùng sư. Khi lao tới trước mặt Trần Thuận, Trần Thuận căn bản không có bất cứ động tác gì cả, bọn chúng bèn biến mất, sau đó tất cả khí đen đều bị Trần Thuận hấp thu vào cơ thể. Khoảnh khắc này, Lý Thành Nghiệp đã lao đến trước mặt Trần Thuận cũng phải dừng lại thân ảnh sắc mặt trắng bệch bỗng chốc trở nên không còn huyết sắc bị dọa đến mức hồn phách cũng bay mất tôi còn coi như hài lòng cậu miễn cưỡng đủ tư cách để tôi nghiêm túc xuất ra một trường rồi bây giờ tiếp một trường của tôi đi đường xuống hoàng tuyền xa ông chậm thôi chỉ thấy trần thuận khẽ cười sau đó nhấc tay xuất trường nhìn trông rất nhẹ nhàng thực chất tốc độ cực nhanh ở trong không khí dẫn đến tiếng nổ Lý Thành Nghiệp dốc toàn lực muốn né tránh, lại phát hiện khi ông ta muốn phản ứng lại, trường của Trần Thuận đã đến trước ngực. Trần khí hộ thể mà ông ta vô cùng kiêu ngạo dường như phát ra một tiếng rắc, trong nháy mắt đã vỡ nát bị một trường của Trần Thuận đánh vỡ. Cùng lúc đó, trường của Trần Thuận cũng in vết lên trên ngực của ông ta. Trong không khí phát ra một âm thanh trầm nặng, sau đó mọi người chỉ thấy Lý Thành Nghiệp trực tiếp bay xa. Trong không trung phun ra một búng máu, trải thành một đường máu đỏ, sau đó cả người đập vào ghế mà ông ta trước đó ngồi, khiến cho cả bộ bàn ghế đều vỡ vụn, gục trên đất, không thấy có động tĩnh. Tông sư đã từng uy áp cả hai vùng Giang Nam Giang Bắc, người đứng đầu cấp dưới tông sư bây giờ, Lý Thành Nghiệp, đứng ở vị trí chuẩn tông sư đỉnh phong dưới một trường này, tim nổ tung chết ngay tại chỗ biến cố này khiến cho toàn sân im lặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ tiểu thuyết Tiên Hiệp Xuyên Không mang tên Mà Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.